Sáng ngày 9 tháng 1, Hội đồng Nhân dân xã Đức Bồng khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 7 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2024, Đến dự có đồng chí Phạm Ngọc Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đồng chí Võ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy và thành viên Tổ công tác huyện phụ trách chỉ đạo xã. Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện, sự quyết tâm cao của Đảng bộ chính quyền và nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội năm 2023 của xã Đức Bồng cơ bản ổn định và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 137 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,14 triệu đồng trên người trên năm. Tổng thu ngân sách 11 tháng đầu năm 2023 là 12 tỷ đồng, đạt 179% kế hoạch trong đó thu trên địa bàn trên 1,7 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.001 tấn, đạt 101% so với kế hoạch. Tổng đàn cho bò 1.304 con, đạt 103% kế hoạch. Đàn lợn 1.607 con, đạt 89% kế hoạch. Đàn gia cầm 63.360 con, đạt 102% kế hoạch. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc được quan tâm, không để xảy ra dịch bệnh. Thực hiện tốt quản lý rừng và đất lâm nghiệp, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Lĩnh vực giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản được quan tâm thu hút đầu tư. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quản lý chặt chẽ. Thương mại dịch vụ phát triển. Hiện nay có 244 hộ kinh doanh, 24 tổ hợp tác, 10 doanh nghiệp góp phần nâng cao thu nhập, tạo công an việc làm cho người dân địa phương và tăng thu ngân sách cho nhà nước. Chất lượng giáo dục, y tế, dân số ngày càng được nâng cao chất lượng, văn hóa, xã hội, việc làm, thể dục thể thao được quan tâm. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao được tập trung triển khai thực hiện, qua đánh giá đạt 19 trên 20 tiêu chí, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phát huy những kết quả đạt được, tại kỳ họp đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra mục tiêu trong năm tới, phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 142,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng trên người trên năm. Tổng thu ngân sách trên 8 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt duy trì đạt 1.000 tấn, Duy trì tổng đàn trâu bò 1.300 con, đàn lợn 1.800 con, tổng đàn gia cầm 63.200 con, tổng đàn ong 850 đàn, tiêm phòng phấn đấu đạt trên 80%. Giữ vững danh hiệu các làng văn hóa đã được 8 trên 8 thôn và trên 97% gia đình văn hóa, gia đình thể thao, phấn đấu đạt trên 30%. Duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chuẩn trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Tỷ lệ hộ giảm nghèo cuối năm 2024 từ 4,51% xuống 4,3% quốc phòng an ninh được giữ vững. Sau một buổi diễn ra nghiêm túc chất lượng, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân xã Đức Bồng khóa 22 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua một số nghị quyết thực hiện trong năm 2024.